Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình sốt xuất huyết năm nay có sự phức tạp khi mà mùa sốt xuất huyết cũ kết thúc muộn trong khi mùa mưa đã bắt đầu. Đã có 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết, trong khi đó thì tại một số bệnh viện có số ca sốc do sốt xuất huyết. Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, sở dĩ đến giờ sốt xuất huyết vẫn phức tạp là bởi khi chúng ta hoàn toàn không chấm dứt điểm dịch từ cuối mùa nóng, giờ bắt đầu vào mùa mưa nên mũi lây lan bệnh và sẽ là nguồn sốt xuất huyết cho năm nay. Cũng theo thống kê sơ bộ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã có 3 ca tử vong tại các quận huyện như là Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi. Đáng chú ý là xuất hiện các chùm ca sốt xuất huyết tại huyện Bình Chánh, xuất hiện 8 ca mắc sốt xuất huyết ở chỉ trong một ấp. Đặc điểm của khu dân cư này xuất hiện các ca này là rất nhiều bãi đất trống, thậm chí là có những ráo dừa chưa được úp. Theo người dân địa phương, đây là nguyên nhân của việc xuất hiện muỗi và gây sốt xuất huyết. Hiện miền Nam đang vào mùa mưa, trong khi môi trường các khu dân cư chưa được đảm bảo trong kiểm soát lăng quăng bọ gậy. Chính vì thế, đây là nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết và các bác sĩ cảnh báo người dân cần phải cảnh giác, chủ động phòng dịch bệnh.